Làm thế nào xác định được niệm Phật có đắc lực hay không? Nếu niệm Phật niệm đến nỗi khí sắc không tốt, không muốn gặp bất kỳ ai, nhìn thấy người, bao gồm cả người thân, bạn bè, thầy giáo, đồng nghiệp, cũng đều không chào hỏi, không ngẩng đầu lên, không có lễ phép, ngay cả yêu cầu thấp nhất là người là đệ tử quy cũng không đạt được. Niệm Phật như vậy có đúng không? Niệm Phật công phu đắc lực là phiền não nhẹ, trí huệ tăng, không hoài nghi, sức mạnh tín nguyện tăng lên. Đây đều là biểu hiện của công phu đắc lực. Lại hướng lên trên một bước, chính mình nắm chắc được việc giảng sanh, đó là đắc lực thật sự. Muốn đạt được công phu như vậy thì không có gì khác, nhất định là phải buông xuống thân tâm thế giới. Đối với khí sắc không tốt, thân thể không khỏe, đây là nghiệp chướng hiện tiền. Điều này không cần kiêng kỵ, không có vấn đề gì, có thể ngẩng đầu lên gặp người khác. Nghiệp chướng hiện tiền, nhưng có tính tâm tiêu trừ nghiệp chướng. Qua mấy ngày thì nghiệp chướng tiêu trừ. Đây chính là chứng minh công phu của bạn đắc lực, thật sự có công phu hóa giải nghiệp chướng. Nghiệp chướng gì cũng có thể tiêu trừ, mấu chốt là ở chính bạn có tín tâm hay không. Cho nên thật sự sám trừ nghiệp chướng thì dung mạo thân thể của bạn sẽ hoàn toàn hồi phục lên bình thường. Bình thường chính là khỏe mạnh nhất. Câu đầu tiên là câu hỏi liên quan đến việc bồi dưỡng nhân tài hoằng pháp. Họ đưa ra ba câu hỏi. Câu thứ nhất, sư phụ thường nói pháp sư học tập hoằng pháp đang tu học, khi chưa có được định huệ thì không thể ra ngoài hoằng pháp tiếp xúc với đại chúng, dễ dàng bị danh văn lợi dưỡng dụ hoặc. Thế nhưng đại chúng trong xã hội lại khao khát tiếp nhận giáo dục thánh hiền, đặc biệt là giáo dục luân lý đạo đức nhân quả, có thể cứu vãn được tai nạn cấp bách. Làm thế nào có thể giải quyết được vừa có thể không bị tiêm nhiễm danh văn lợi dưỡng, lại vừa có thể giúp đỡ xã hội kim thiện thiên hạ? Đây là vấn đề lớn. Vấn đề này bên nào cũng kẹt. Nếu như không tiếc diệt hy sinh bản thân, tức là bản thân có thể đọa địa ngục, có thể biến thành ngạ quỷ súc sanh, đi làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh, không cưỡng lại nổi những dụ hoặc của bên ngoài. Khi làm như vậy thì trước mắt đại chúng có được một chút lợi ích. Bạn đọa ngạ quỷ hay là đọa súc sanh thì bạn đều có phước báo. Vì sao vậy? Hoằng pháp lợi sanh là phước. Thí dụ trong cõi súc sanh, như thú cưng được nuôi trong nhà người giàu có hiện nay, đó chính là loại người này. Trong cõi ngạ quỷ, bạn làm sơn thần, làm thành hoàng, làm thổ địa, đây là quỷ phước đức. Làm quỷ dương, có rất nhiều người cúng dường bạn, rơi vào trong cõi này. Thí dụ này rất nhiều. Bạn xem pháp sư Đế Nhàn có một đồ đệ tu thiền, công phu tu thiền cũng không tệ. Ông làm đến hòa thượng thủ tọa của chùa Kim Sơn ở Giang Tô. Sau đó bị quan gia trái chủ quấy nhiễu mà phải nhảy xuống nước tự sát. Nó thật ra không phải là ông ấy muốn, mà là oan gia trái chủ kéo ông xuống nước. Sau khi chết rồi thì làm thần thổ địa, chính là làm thần thổ địa ở trong miếu thổ địa trước chùa.
Pháp sư Đàm Hư thường đưa ra thí dụ này để mà cảnh tỉnh chúng ta. Chỉ cần nhiễm vào danh văn lợi dưỡng thì không có chuyện không đọa lạc. Đạo nghiệp không thể thành tựu, nhưng phước báo sẽ không tiêu mất. Phước bạn đã tu nhất định có phước, cho dù làm quỷ thì họ cũng làm thần thủ hộ ở trong đền chùa, làm thổ địa. Cho nên đại đức xưa, giáo huấn của tổ sư đại đức các ngài là có đạo lý. Thế nhưng ngày nay không làm được những giáo huấn này. Vì sao vậy? Dân chủ, tự do, cởi mở, tôn trọng nhân quyền, hiện nay không thể dạy được. Hiện nay cha mẹ không thể dạy con cái. Vì sao vậy? Xâm phạm nhân quyền. Thầy cô cũng không thể dạy học trò. Học trò có nhân quyền của chúng, chúng có tự do của chúng, mà không thể can thiệp chúng. Ở trong tình hình này, nói cách khác, người thân của bạn, thầy cô của bạn không giúp được bạn, chỉ có dựa vào chính bạn mà tự cầu đa phước. Làm sao để không bị dụ hoặc là việc của chính bạn, bị dụ hoặc cũng là việc của chính bạn. Chính bạn ở trong một đời thành Phật xác thực là việc của chính mình. Chính bạn đọa địa ngục A Tỳ cũng là tự mình đọa. Nhất định phải hiểu, bên ngoài không có người nào làm chủ bạn, cũng không có ai can thiệp bạn. Hiện nay là thời đại như vậy. Thời đại này chính là thời đại dân chủ, tự do, cởi mở. Thời đại tôn sùng tự do. Chúng ta không thể không biết. Trong thời đại này, điều duy nhất chính là không được bỏ đi kinh giáo. Người đọc sách thời xưa thường nói, 3 ngày không đọc sách thánh hiền thì mặt mũi khó coi rồi. 3 ngày không thể cận thánh hiền thì hoàn toàn bị cảnh giới bên ngoài chuyển đổi rồi. Sức dụ hoặc bên ngoài hiện nay lớn hơn gấp chục lần, trăm lần so với trước đây. Đây là thật. Vào nửa đầu thế kỷ trước, khi chúng tôi mới 10 mấy 20 tuổi, mặc dù xã hội có dụ hoặc nhưng không mạnh như vậy, không có phổ biến như vậy. Từ xưa đến nay chưa từng nghe thấy học sinh tiểu học nào tự sát, trẻ nhỏ tự sát chưa từng nghe qua. Hiện nay bạn thử nghĩ xem, thỉnh thoảng có nghe thấy học sinh tiểu học đã tự sát, người già tự sát, người già trong viện dưỡng lão. Đây đều là vấn đề nghiêm trọng của xã hội. Từ nhỏ họ đã bị ô nhiễm, ô nhiễm cả đời, làm sao họ có thể quay đầu được chứ? Ngày nay chúng ta có thể gặp được Phật Pháp, có thể xuất gia, điều này thật không dễ. Là phước đức nhân duyên hy hữu,